Con ngày hôm nay thì bà con hai có con dân ma tép 120 mua về khoảng 160 nè. 120 đó là nặng 104 kg, 160 là nặng 140 kg, 120 là 12 ngựa, nhớt đổ là con này là 2,8 lít bà con. Đứng đổ đừng có dư quá nha bà con, dư quá ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lắm, làm dơ động cơ với hao nhiên liệu, nóng động cơ lắm. Đúng của đó là ta 2,8. Còn đối với bà con là chạy ghe mà chút ngược như sao vậy nè, phải đổ 3 lít để nó như cái hệ thống bơm nhớt nó hoạt động tốt. Máy mới khỏe bà con, hư 20 chặt như dòng năm đổi mới mà con, mà con mua cái này xài cả đời ấy mà. Để ghe ủi chẹt hay dần xới là vô tư luôn. Bơm nước thì quá sang luôn. Tép 120 12 ngựa. Tép kim luôn nha bà con. Đẹp. Alo. Đúng không? Trăm mấy anh? Nó bằng 125. Chơi 160 đi cho nó mạnh luôn. 60 là 30, 20 là 424. Đúng rồi. Không á, anh mua trả góp thì mang trả góp thôi. Đúng rồi. 1 năm anh. Đúng rồi. Indo, sản xuất lắp ráp tên Indo luôn anh. Đóng thùng từ bển qua luôn. Đây, Yanma 160. TF 160 là 16 ngựa bà con. Số dòng là 2400 dòng trên cốt, ngựa tối đa là 16. Sản xuất các gốc Indonesia, nhớt là khoảng 3 lít nha bà con. Alo. Đúng rồi anh. Xăng dầu anh. Nó xăng mới khùng được không? Mới khùng nha. Đúng rồi. 8,5 cho lên. Còn được mấy con anh? Mấy mới nha. Alo. Nó mới còn được 2-3 con, 1,5 triệu. Nó xăng anh ơi. Anh ở đâu? Đó, anh có biết hình thì giao hàng thôi, mấy mới dễ đó. Mấy mới giao được. Đúng rồi. Để em quay kỹ thể, cụ thể cho nói không được đâu, để cô thùng không biết. Nếu vô thùng ra cái tại nhiều quá không nhớ nổi đâu. Để 5 phút sau có clip đăng lên rồi coi. Rồi. Đúng rồi anh. Khoảng 400 á. Đúng rồi. Cái cá anh từng lễ. Bưu điện anh. Đúng rồi. Gửi xe thì nhẹ phí nhưng mà phải chuyển tiền trước mất công lắm. Đúng rồi. Đây, bà con nào có nhu cầu alo này 0886356707.